CEO thì các bạn sau đây nhóm sẽ tiến hành phân tích dữ liệu và vẽ đồ thị. Thì mục đích của bài thực hành này là nhằm để giúp chúng ta là hiểu được tại sao xe hybrid không phát điện ở vị trí số N, và hiểu các bộ truyền bánh răng hành tinh làm việc bằng cách vẽ đồ thị khi xe đang chạy. Điều này giúp cho chúng ta lái xe hybrid và trải nghiệm xe hybrid ở các chế độ lái khác nhau, giúp cho chúng ta phân tích được đồ thị nhanh hơn, cũng như là vẽ được biểu đồ để hiểu rõ hơn, tốt hơn về từng chế độ lái của xe hybrid. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối máy chẩn đoán IT2 vào jack DLC3 của xe, và chúng ta sẽ vào một Hybrid Control Live và vào một data list của nó để xem các dữ liệu. Ở đây thì nhóm đã đánh dấu các dữ liệu cần lấy số liệu và vẽ biểu đồ. Ở số B thì động cơ sẽ nạp lại cho pin. Và chúng ta sẽ biết được vòng tua của motor 1, motor 2 cũng như là độ mở của bấm ga như thế nào. Và đây là chế độ mà motor sẽ sạc lại cho pin. Và khi mà ở vị trí số N, ta cũng phân tích được các dữ liệu như là tốc độ motor MG1, MG2 hay là độ mở bấm ga. Và đặc biệt là ở chế độ này thì motor không nạp lại cho pin. Ở chế độ motor đang quay thì cho đến khi động cơ được khởi động, ta sẽ tiến hành đạp bằng đạp ga khoảng 30% để xe chạy bằng motor ở tốc độ 15 km/h. Sau đó ta sẽ tiến hành chụp dữ liệu lại, chụp và ghi dữ liệu lại. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ biểu đồ. Và sau đây thì nhóm sẽ tiến hành chạy motor với tốc độ 15 km/h. Khi động cơ chạy với từng chế độ tải khác nhau, như là ở từng tốc độ không đổi 40 km/h, 60 km/h và 80 km/h, ta tiến hành thực hiện chạy với các mức tải như sau. Ta tiến hành đạp bàn đạp ga khoảng 4%, đây là mức độ tải nhẹ, 60% là tải trung bình và 100% là toàn tải. Sau đó ta sẽ tiến hành chụp lại dữ liệu và vẽ biểu đồ. Khi thực hiện phanh nạp lại điện thì ta bắt đầu phanh bằng cách đặt chân vào bàn đạp phanh và đạp nửa chừng ở tốc độ 80 km/h, thu thập lại dữ liệu, 60 km/h đạp thu thập lại dữ liệu, 40 km/h thu thập lại dữ liệu, và 20 km/h ta cũng thực hiện tương tự là đạp phanh và thu thập lại dữ liệu, sau đó tiến hành vẽ biểu đồ. Và sau đây nhóm sẽ tiến hành thử phanh tái sinh ở tốc độ 20 km/h. Đây nhóm sẽ tiến hành chạy thử. Tiếp theo thì ta sẽ cho xe chạy ở số lùi khoảng tốc độ khoảng 10 km/h, và sau đó ta sẽ tiến hành chụp lại dữ liệu và tiến hành vẽ biểu đồ. Sau đây nhóm sẽ tiến hành chạy ở số lùi tốc độ khoảng 10 km/h.